Đây, thưa các cô bác anh chị, Tuấn Dương đang có mặt ở bếp cơm của cô Cường. Và đây là hình ảnh các cô bác ở bếp cơm của cô Cường đang vận chuyển cái thanh long giải cứu. Đây thì anh Thái Lan sẽ vận chuyển vô trong chợ để tặng cho các cái anh bảo vệ ở chợ. Thì thưa cô bác anh chị, nhìn những cái trái thanh long rất là to và ngon. Thanh long này nếu như mà không được giải cứu đó thì ở miền Tây nó sẽ dùng làm gì cô bác có biết không? Một là đổ cho bò ăn, hai là đổ cho cá ăn, ba là làm phân bón. Và hiện nay thì theo một số phương tiện đưa tin thì những cái trái thanh long còn bị vứt bỏ ở miền Tây. Và cái tiền công thu hoạch những cái trái này cũng đắt, còn đắt ngang ngửa, thậm chí là hơn cái giá bán. Theo những người nông dân thì để mà có lời thì một cái ký thanh long tối thiểu cũng phải trên 10.000 đồng, nhưng mà hiện nay được bán với giá 500 đồng, thậm chí là 1.000 đồng và không có người mua. Qua video clip này, Tuấn Dương cũng xin cảm ơn anh Thắng ở Mỹ đã ủng hộ thanh long để phát cho bà con. Thì từ ngày hôm qua cho tới ngày hôm nay thì bếp cơm của cô Cường đã nhận tổng cộng cái số lượng là 4 tấn. 4 tấn đúng không cô? 4 tấn thanh long. Thì nhóm cũng lên cái kế hoạch phân chia, đó là thứ nhất đó là tặng cho các bà con khu phố, rồi các khu cô nhi viện, bệnh viện, trường học, nói chung là rất là nhiều nơi để chia sớt. Bởi vì cái thanh long này các bạn không có để được lâu. Mấy ngày vừa qua thì ở bếp cơm cũng tổ chức phát cho bà con người lao động. Đó. Cũng tổ chức phát cho bà con người lao động mỗi người từ 2, 3, thậm chí 4 trái. Nhưng mà thanh long này thì không thể ăn quá nhiều được. Chung là mình cũng đã từng ăn, nhưng mà một ngày, ví dụ như một ngày ăn một trái là thấy ngán rồi. Mà nếu mà cho một người một ngày 3-4 trái thì nhiều khi ăn cũng chưa hết. Và nếu ngày nào cũng cho thì cô bác cũng không có thể sử dụng hết được nha các bạn. Thì ngày hôm nay đó thưa các bạn là những cái phần thức ăn này là của gia đình gửi cho Tuấn Dương để nấu cơm hồi hướng công đức cho ông Ngô Tuấn Cao. Và hôm nay là ngày 20 tháng 1 năm 2022. Tuấn Dương sẽ gửi cô Cường cái số tiền là 700 đô. Đây các cô bác anh chị và cô chú đang phụ đây. Đi với tao đi. Đây. Lao động nghèo. Đây, anh ấy cũng sẽ trở về cái xóm lao động. Anh đi bán hàng xong rồi sẽ trở về cái xóm lao động để chia sẻ cho bà con. Đây thưa cô bác anh chị, hôm nay thì cái số lượng cơm làm rất là nhiều và cũng căn cứ theo cái số tiền mà các cô bác ủng hộ thì cô Cường sẽ cân đối. Nói chung là ví dụ như cái kinh phí nhiều đó thì chúng ta làm những các cái món ăn nó, mình mua cái đồ nó mắc tiền hơn. Ví dụ như món thịt kho trứng này các bạn này, thường là chỉ ngày Tết mới có thôi. Nhưng mà hôm nay cô cũng làm cái món thịt kho trứng và các bạn thấy những cái miếng thịt này rất là lớn. Ví dụ như này, đây để mình lấy hai phần đi, lấy một phần đi các bạn nhìn này. Ví dụ như mỗi phần là gồm có một miếng đậu hũ, một trái trứng và một cục thịt này. Thì như theo ý kiến của mình đó là một phần này đó là chúng ta ăn có khi phải là hai bữa mới hết nếu mà bà con nghèo. Đây cô bác nhìn này, trứng này, thịt này, cái miếng thịt rất là lớn luôn, thịt ba rọi. Đó. Thì bên này là có còn hai thau, một thau lớn và một thau nhỏ. Đây bên này là một cái thau nhỏ hơn này các bạn này. Đó. Cái số lượng ngày hôm nay là cỡ cũng khoảng 500 suất ăn. Đó. Đó, vẫn còn đang bốc khói nha các bạn. Đây một phần sẽ kiểu như thế này đây. Đó. Đấy, một phần thức ăn ăn như thế này thì một bữa ăn đôi khi là ăn không có hết nhá. Những cái người khó khăn đó thì mình hỏi thì nhiều khi người ta thường để dành ăn hai bữa luôn nếu mà cơm bưới nhiều. Đây bây giờ chú
đệ tử cô Cường sẽ chở đến chùa Giác Nguyên ở quận 4, số lượng là 5 bao. Thì cũng nhờ các cái anh chị em tình nguyện viên phân phối mỗi nơi một chút, chứ với cái số lượng rất lớn và thanh long bây giờ không có để được lâu nha các bạn, thì cũng sẽ rất là khó trong cái khâu bảo quản. Còn bên này thì cô Cường vẫn đang bỏ thanh long vô bịch, thì cứ cho khoảng 2 đến 3 trái. Trái nhỏ thì 2 trái, trái nhỏ thì 3 trái, trái lớn thì 2 trái. Đó, từng những các cái bịch thanh long 5 bao luôn, 5 anh em trên một chiếc xe tăng. Để ấy cẩn thận có dán băng keo vào nó rớt đấy. Bin em ơi, nó rớt nó bẹp mất. Lấy đây sẽ dính băng keo, bởi vì hôm trước các bạn mình cũng chở kiểu như thế này thì đi đến chỗ sóc nó rớt xuống nó bẹp mất, nó không có còn đẹp. Đây đang chuyển nước suối rồi. Làm rất là hoành tráng lệ luôn. Bữa nay được heo lên giá nha con ơi. Heo lên giá cô? Dạ. Ồ. Mấy chục là mấy chục? Lên 30 ngàn một ký thịt heo á. Dạ. Dạ. Thịt kho hột vịt. Hôm nay là có sự xuất hiện của Phó Giám đốc Hường sau một thời gian vắng bóng. Là cô nói sao là mình nhờ chở đi phải trả tiền hay sao? À. Chở nó cũng chăm sóc nhưng mà mình đã quen. Trả lại. Cho nước này kia không? Rồi cảm ơn cô. Dạ. Thôi tình thương mến thương mà người góp của người góp công vậy. Dạ. Dạ. Qua cho nó 5 hộp lưu gà luôn á. Dạ. Cho cái đám mà chở đồ á. Vâng. Cho nó 5 hộp luôn để cho nó ăn. Vâng. Để sẵn làm. Dạ. Ê, lấy mình ăn đi. Mà lấy đi. Đấy các bạn thấy không, thanh long á, mời cũng có những người không lấy luôn nhé. Và một ngày á, thực ra thì mình mấy ngày đầu á, mình cũng xin, chính xác là mình cũng xin 5 trái về. Nhưng mà một tuần vừa qua đó là hai người ăn 5 trái là không có hết. Hiện nay ở trong tủ lạnh là vẫn còn là 3 trái rưỡi nha các bạn. Thanh long này không phải là cái món mà ăn trừ cơm được. Kể mà nó ăn trừ cơm được thì cũng còn để dành. Đây các cô chú anh chị cũng vẫn đang chia cơm này. Đây. Cơm, nước suối, thanh long, cơm thịt kho hột vịt. Cường sẽ trả tiền nước suối. Lại tiếp tục chuyển lên phân chia cho bà con. Thanh long ruột đỏ nha các bạn. Để chở vô chia sẻ cho bà con mỗi người vài trái. Đây cô ơi, con gửi cô cái số tiền này là 700 đô, 16 triệu và 400 ngàn. Số tiền này đó là để nấu cơm hồi hướng công đức cho ông Ngô Tuấn Cao ngày 20 tháng 1 năm 2022. Thì cách đây chừng 2 năm đã làm một chương trình rồi. Nhưng mà năm ngoái thì gia đình cô cũng không có làm và năm nay tiếp tục làm tiếp. Cảm ơn ông gia đình chú Ngô Tuấn Cao. Chú mất rồi. Gia đình chú Ngô Tuấn Cao nha. Cái dạ. Lỗi số tiền là 16 triệu mấy. 400. 700 đô ạ. Dạ. Tổng cộng là 700 đô đó. Dạ. Cảm ơn rất là nhiều. Có làm cái số lượng là hôm nay là làm nhiều lắm á. Nay thì thấy liệu hơn 500 phần không? Ừ. Hơn 500 bánh suất mì ăn. Nữa. À còn bánh mì nữa. Bánh mì nữa. Bánh mì rồi nước suối rồi có ổn dịch rồi. Dạ. Nay làm được có ổn dịch. Làm hoành tráng lệ cho bà con ăn Tết. Luôn mà.
Dạ, rồi cái tay của cô bây giờ đỡ chưa? Đỡ thường nhưng mà cũng còn hơi ê, tại vì cái vết bầm ở đây nó còn đây nè. À, dạ. Đó, hôm trước mấy cô bác bảo thương bà Cường quá, trời ơi. Đồ, thấy đang làm lụng mà vất vả mà tay lại sưng vù lên, không biết có kịp ăn Tết hay không. Dạ. Cung cung dạ. Cũng được rồi con. Dạ, bây giờ cô bác cung, có gửi tiền rồi. Lì xì thì vẫn cầm được nhé. Dạ rồi, cảm ơn cô. Dạ, còn lì xì mấy ngày đó. À, dạ, dạ. Đây cũng có những anh bảo xin một bịch thanh long về phát. Dạ vâng. Thì ngày hôm nay cô Cường sẽ lì xì luôn. Mỗi cô chú là 200 ngàn uống cà phê. Lấy 4 gói cho chùi 1 triệu giác đi hả? Giác lấy rồi, hôm qua anh được em đưa đó kìa. Anh lấy rồi, ừ, giác lấy rồi, một xe luôn. Giác 1-2 có không? Ừ, lấy một xe đủ rồi. Rồi, con trai của phụ bếp, bếp trưởng. Đây, với cái kinh nghiệm là một người mà... Với kinh nghiệm là một người mà chuyên bán trái cây hạng nhất ở chợ Bến Thành thì thưa cô là bây giờ nếu thường như mà cái lúc mắc ấy thì thanh long là người ta bán với mức giá bao nhiêu tiền một ký thưa cô? Hạng nhất ấy. Mắc nhất là 120 đổ lên. 120 là hạng nhất tức là không có gì phải chê. Không có gì phải chê vậy đó. Tức là mở tinh luôn ngon. À để trưng đấy. Vâng. Mà thưa cô bây giờ nếu mà ở dưới miền Tây đó bây giờ chỉ có chừng 500 với 1.000 một ký thì với tư cách cô là không được. Dạ không ý con nói là giống như là thì cô thấy sao đúng thì là nó quá rẻ. Dạ đồng ý là cái đó nó quá rẻ mà mình bán ở đây là hàng đồ hàng nhất không có bán được cái đó. Dạ. Cái đó như là mình bán cho những người chợ nhỏ, chợ nhỏ thì được tức là hàng giặt đúng không, còn đúng cô rồi. Là giống hàng lựa, cô là hàng á, cô là loại một luôn. Dạ luôn. Dạ chứ không bán được mà hàng mà. Và thưa cô thì cái thanh long này đấy nó có bảo quản có để được lâu không thưa cô? Cái thanh long này mình để á, nó chung quy là cũng là được trên 10 ngày luôn mà nó càng héo nó càng ngon. À. Cái hàng này là để càng héo càng ngon. Để càng héo càng ngon. Ừ. Dạ. Chứ đừng ăn tư nó không bằng. À. Héo thì là nó xuống nước nó ngọt hơn hay sao thưa cô? Xuống nước nó ngọt hơn. À dạ. Và... Nếu mà thanh long đỏ này nè nó mau hơn cái thanh long trắng. Cái này dạ. Nè, đem mấy cái hư này nè, dạ. Bịch lá cho cá ăn. Dạ. Cá và thưa cô thì nếu nó ăn nó giòn. Dạ. Nó ngon. Nhưng mà theo cô nếu như mà không có phải dịch bệnh ấy, thì thường nếu mà để mà bán với cái giá như ngoài thị trường ấy thì thường cái loại này nếu mà không dịch bệnh ấy thì họ bán khoảng nhiêu tiền? Nếu mà không dịch bệnh mua cái hàng này á là cũng phải là 25-30 ngàn một ký lô. Là đúng giá đó. Giá mua lẻ hay giá là mình mua vô mình bán? À mình giá lấy vô. Cũng phải là 50-60. Dạ. À. Bởi vì là mình còn trừ hao còn những cái hư hỏng nữa, đúng không? Dạ. Hư nữa. Dạ. Vậy thì cũng giống như con thấy giống như là mấy cái cô bác mà người nông dân họ nói. Họ nói bảo ở đấy nếu mà cái loại trồng cái loại nhất ấy, thì cũng phải giá vốn khoảng 25 ngàn. Đúng rồi. Đấy. 25 ngàn nó lên đến đây. Dạ. Nó lên tới đây là nó đi qua hai qua giai đoạn. Dạ. Như là từ ở dưới quê nó đưa lên đầu mối. Dạ. Đầu mối người ta cũng là một ca cái rồi. Dạ. Từ đầu mối á mấy con mà nó mua đồ á đem lên bán cho cô này. Dạ. Là cô phải lựa qua một tay nữa. Vâng. Là sanh ra đó là nó đi qua hai ba giai đoạn mới tới mình. Dạ. À. Giờ tới người ăn là người ăn phải muốn thôi. Dạ mà dạ. Luôn là như vậy. Vâng. Người ăn người ta muốn ăn ngon thì người ta phải tới mình. Vâng. Người ta mà muốn mua theo tùy theo cái túi tiền của người ta đó. Thì á người ta cứ đi chợ nhỏ người ta mua. Dạ, thì vâng. Tiền của người ta. Vâng. Còn vào những cái tiệm trái cây lựa là coi như là mình đã lựa rồi là chỉ việc mua thôi, ăn là không có phải quan tâm gì đến chất lượng nữa. Đúng rồi. Dạ. Không có sợ sợ là cái hàng mà hàng không ngon. Dạ. Rồi con cảm ơn cô. Đó. Em một cô chuyên bán trái cây ở chợ có rất là nhiều kinh nghiệm đã cho chúng ta biết. Cái trái thanh long này đó thì theo như cô là nếu như mà không có dịch ấy, thì lấy cũng cỡ vào khoảng là 25 cho tới 30 ngàn. Còn nếu như mà bán ra đó cũng phải 5-60. Đấy. Tuy nhiên thì
do dịch bệnh. Đây, những người đi chợ về đó, xin thì các cô cũng cho luôn. Dạ. Dạ. Rồi lấy đi anh. Chia sẻ yêu thương. Cô bác cứ ăn ngon là được mừng rồi. Tuấn Dương xin chào quý khán giả kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trong một video tiếp theo của Tuấn Dương chia sẻ về cuộc sống Sài Gòn. Ngay lúc này thì mình đang có mặt ở ngã 6 Phù Đồng và mình đang chuẩn bị tới bếp cơm của cô Cường để ghi lại những cái hình ảnh buổi phát cơm, chia sẻ khó khăn với những người lao động xung quanh khu vực chợ Bến Thành Sài Gòn. Lúc này gần Tết đó các bạn, thì đường phố cũng đã bắt đầu đông dần lên. So với cái thời điểm trước dịch thì bây giờ đã rất là nhộn nhịp. Tuy nhiên năm nay thì theo như quan sát của Tuấn Dương, cái tình trạng mà kẹt xe đó cũng chưa có diễn ra. Mình cũng đi lại cũng khá nhiều thời điểm, kể cả những cái lúc cao điểm, nhưng mà việc kẹt xe kéo dài như những năm trước thì mình chưa thấy. Không biết là trong những ngày tới thì tình hình sẽ ra sao. Mà tuy nhiên các bạn có thể thấy là ở cái khu vực trung tâm quận nhất này, ví dụ kia kìa, những các cái nhà hàng, ví dụ như đây là nhà hàng của Nhật Bản này, đóng cửa từ rất lâu, không có kinh doanh, cũng như là chưa có tìm được cái chủ mới. Ví dụ một cái nhà hàng này đó thì sẽ thu hút một, thứ nhất là một cái lượng nhân viên phục vụ tại quận nhà hàng, thứ hai là thu hút những cái người lao động đến làm việc trong nhà hàng, và thứ ba là cái lượng khách hàng tới nhà hàng. Vì thế nên các bạn nhìn đây này, những các cái dãy kiosk này, rồi thậm chí những các khách sạn, những tòa nhà ở đây vẫn để biển cho thuê, mà cũng lâu rồi chưa có cho thuê mướn được. Bây giờ Tuấn Dương sẽ quẹo phải đi vào con đường Phủ Khoa Huân. Đây cô bác anh chị nhìn thấy bà con đã xếp hàng khá là dài rồi. Đó, cô bác đang xếp hàng rồi đợi để chuẩn bị nhận cơm. Đây các bạn, ngày hôm nay thì ngoài việc phát ra cơm, còn có cơm này, bánh mì này, thịt kho trứng, rồi nước suối, thanh long. Rồi các cô ơi, cho mấy người cô cho mấy người khuyết tật trước đi cô. Cho mấy người này trước. Đi xe lăn là sẽ lãnh trước. Xếp hàng vô. Đây bà cụ già đi.
Tới luôn đi. Còn còn người đó, hai người. Những người xe lăn sẽ ưu tiên hoặc lánh trước. Cho cháu lên trên phần không? Rồi cô cho hai phần đi cho. Chân chú bị sao? Dạ. Chân chú bị sao đấy? Đi lính Mỹ. À đi lính. Dạ. Mất ở Di An với là xe à? Mất ở Di An lên. Không có, ở nhà ở Di An. À, nhà ở Di An Bình Dương. Dạ. Bán vé số ở đây. À. Rồi, cho thêm ổ bánh mì đi đường ăn nè. Cảm ơn anh. Rồi. Rồi đây nốt đây đây, chú tiến lên đi, lên đi chú. Rồi, đẩy lên đẩy lên xe nhà có ai hết. Rồi, đẩy rồi đẩy luôn. Rồi, ok. Đẩy rồi đẩy luôn đi. Rồi xong chú đi để cho bà con tiến tới nè. Chú tiến tới nè. Đi liền. Không, chú đi ra đi chú. Đây chỉ đợi một giây là kẹt thôi. Rồi, cảm ơn. Dạ. Đẩy thẳng luôn. Rồi đi. Ai ăn bánh mì mới lấy bánh mì. Ông đi được, ông xếp ấy bên kia ấy. Sáng vừa lấy bên kia xong rồi đấy. Cứ xếp hàng ấy đi. Anh này lấy chiều rồi, chắc lấy rồi. Rồi, 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 lấy luôn đi. Giống nhau cô bác ơi, mình đừng có lựa, chỉ ghé lấy thôi, đừng ghé lựa. Cô ơi xếp hàng dùm con cô. Dạ mình xếp hàng đi cô. Thôi cô đứng đây thì không bao giờ có cơm đâu cô. Hàng trăm người đang đợi mà trời ơi sao lại đứng thế. Mình phải nhường nhịn nhau chứ. Có mỗi việc xếp hàng cũng không xếp được nữa. Rồi mời các cô chú nhận đi ạ.
Bữa cơm ngày hôm nay đó các bạn là hồi hướng công đức cho ông Ngô Tuấn Cao. Hôm nay làm cơm thịt kho hột vịt rất ngon luôn. Đây các bạn nhìn này, các cô bác xếp hàng rất là dài. Được cái là cái khúc này cũng có đường khá là rộng nên là có chỗ cho mọi người đứng xếp hàng. À, có những người không chịu xếp hàng đã được các tình nguyện viên mời đứng cuối hàng. Rồi, cảm ơn chú ạ. Chú nhận đi ạ. Dạ, chắc chừng vài bữa nữa rồi chú. Rồi chú đứng đây chú. Cái cha già với mẹ mặc bộ đồ hồng lên, nó quy một xe cơm ở trên xe đẳng rồi đó, mà còn đứng chấp hàng đông người. Quy văn bản luôn chứ. Cha này là đó, cha này là cha màu trắng á. Gái gái lấy quần cho đây nè. Xe luôn á.
đi chú ơi, lấy rồi đi dợp gì đó. Xin cái hộp mà bà chửi tôi anh ơi. Chú nhận rồi thì chú nhận, chú nhận rồi mà. Đúng Dương. Rồi, xin mời chú. Dạ. Rồi xin mời. Có mấy người đó là nhận nhiều lần đó là cô Cường có hơi nghiêm khắc một chút, nhưng mà không nghiêm khắc thì không có giữ được trật tự các bạn ạ. Cũng thực sự là cũng không muốn phải nói nặng lời với bà con cô bác, nhưng mà mong là cô bác chúng ta có cái ý thức. Cũng có những cái cô chú các bạn là nhận nguyên một xe cơm, mình cũng không biết để làm cái gì nữa. Ra là nếu mà lấy nhiều quá đó là sử dụng không có hết rồi bỏ phí đi. Đây các bạn nhìn này, ba cô chú này là cứ nguyên một xe cơm. Để làm cái gì? Giải cứu thanh long mà. Thì cũng chỉ muốn chia sớt mỗi một cô bác nhận một phần ăn để nhiều người cùng có. Còn nếu như mà các cô ạ, nếu như mà phát ào ào các bạn thì cứ mỗi người 5-7 phần thì không biết họ làm cái gì luôn. Đồng ý là ai cũng khó khăn, nhưng mà chúng ta yêu thương chia sẻ. Cơm thì nhận bánh mì. Lấy xe lên kia.